Kính chào quý khán giả đã đến với chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý khán giả, ngày 14 tháng 1 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 149, lấy ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày truyền thống của luật sư Việt Nam. Trong những năm qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, tập hợp, đoàn kết đội ngũ luật sư Việt Nam trong nhiệm vụ và sứ mệnh, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế. Liên đoàn Luật sư Việt Nam nói chung và đoàn luật sư tỉnh Tây Ninh nói riêng đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Đảng và nhà nước, xã hội luôn động viên, quan tâm để Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đội ngũ luật Việt Nam làm tròn bổn phận và trách nhiệm phục vụ xã hội, phụng sự công lý. Liên đoàn Luật sư Việt Nam luôn quyết tâm xây dựng đội ngũ luật sư đông về số lượng, mạnh về chất lượng, xây dựng Liên đoàn Luật sư Việt Nam thành một tập thể đoàn kết để giới luật sư đóng góp tích cực, hiệu quả vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước. Chính vì quan tâm đặc biệt đến quyền tự do, trong đó có quyền tự do cơ bản là quyền bào chữa của bị can, bị cáo, mà ngay sau khi giành độc lập cho đất nước, trong lúc phải bận trăm công ngàn việc liên quan đến vận mệnh đất nước, chỉ 38 ngày sau khi đọc bản tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 46 ngày 10 tháng 10 năm 1945 quy định duy trì các tổ chức đoàn thể luật sư. Sắc lệnh 46 nêu rõ, cách tổ chức các đoàn thể luật sư trong nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vẫn tạm giữ như cũ. Sắc lệnh ngày 25 tháng 5 năm 1930 quy định tổ chức ấy vẫn tạm thi hành với các điều sửa đổi sau này. Các luật sư có quyền bào chữa ở trước tất cả các tòa án, điều thứ nhất và điều thứ hai. Điều này có nghĩa là người đã đánh giá cao quyền bào chữa, nghề luật sư và vận dụng nó thích nghi, phù hợp trong điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam. Sắc lệnh 46 ngày 10 tháng 10 năm 1945 đã trở thành một cột mốc quan trọng trong việc hình thành khái niệm quyền bào chữa và nghề luật sư trong chế độ cách mạng. Hơn một năm sau, hiến pháp đầu tiên năm 1946 của nước ta ra đời do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ đạo thực hiện. Điều thứ 67 đã quy định, các phiên tòa án đều phải công khai, trừ những trường hợp đặc biệt, người bị cáo được quyền tự bào chữa lấy hoặc mượn luật sư. Như vậy, quyền bào chữa đã chính thức trở thành một nguyên tắc hiến định trong lĩnh vực tư pháp. Nguyên tắc ấy đã khẳng định vị trí, vai trò của người luật sư trong xã hội dân chủ pháp quyền với tính cách là người bảo vệ, trợ giúp pháp lý cho nhân dân, đồng thời thể chế hóa quyền bào chữa và nhờ người khác, luật sư, bào chữa cho mình. Luật luật sư được chính thức ban hành từ năm 2006 và được sửa đổi bổ sung vào các năm 2012-2015. Và tại điều 3 thì quy định rất rõ về chức năng xã hội của luật sư. Ghi rõ rằng là hoạt động nghề nghiệp của luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do dân chủ của công dân, quyền lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Và ngày 10 tháng 10 là ngày truyền thống của luật sư. Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội rộng lớn, ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của đảng, nhà nước và cộng đồng xã hội đối với đội ngũ luật sư và nghề luật sư ở Việt Nam. Đồng thời ghi nhận sự trưởng thành lớn mạnh của đội ngũ luật sư và tổ chức xã hội nghề nghiệp luật sư ở nước ta. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của luật sư trong cái việc cung cấp các cái dịch vụ pháp lý có chất lượng cho cộng đồng xã hội, tạo được cái niềm tin đối với đảng, nhà nước, xã hội và góp phần xây dựng củng cố cái hình ảnh, cái địa vị, cái vị thế của luật sư và cái nghề luật sư trong cái cộng đồng xã hội. Trong lời nói đầu, điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã khẳng định, cùng với tiến trình phát triển của nền dân chủ, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vai trò vị trí quan trọng của luật sư ngày càng được khẳng định và nâng cao. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã khẳng định quyền tự bào chữa nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa là quyền cơ bản của con người. Từ đó đề cao vai trò của luật sư trong việc góp phần bảo vệ công lý, phát triển kinh tế, bảo vệ các quyền cơ bản của con người, quyền công dân trong giai đoạn mới xây dựng phát triển dân chủ và nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nói về sứ mệnh lịch sử của luật sư thì tại quy tắc số 1, Bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử Nghề nghiệp của luật sư Việt Nam đã xác định
Luật sư có sứ mệnh bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, tổ chức, cơ quan, bảo vệ sự độc lập của tư pháp, góp phần bảo vệ công lý, công bằng, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ở Việt Nam, quyền bào chữa của công dân và vai trò của luật sư ngày càng được nâng cao. Sau ngày độc lập, thống nhất đất nước, nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã lần lượt xác định quyền bào chữa và nghề luật sư. Hiến pháp năm 1980, điều 133 quy định, quyền bào chữa của bị cáo được bảo đảm, tổ chức luật sư được thành lập để giúp bị cáo và các đương sự khác về mặt pháp lý. Điều 132 Hiến pháp năm 1992 cũng nêu rõ, bị cáo có thể tự bào chữa hoặc nhờ người khác bào chữa cho mình. Nhà nước ta lần lượt thể chế hóa, nâng cao vai trò của luật sư qua các văn bản quy phạm pháp luật từ thấp đến cao. Pháp lệnh tổ chức luật sư ngày 18 tháng 12 năm 1987 và quy chế đoàn luật sư ban hành kèm theo nghị định số 15 ngày 12 tháng 2 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng đánh dấu sự đổi mới về tư duy pháp lý đối với nghề luật sư theo tinh thần Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 năm 1986. Để tiếp tục hoàn thiện chế định luật sư, 12 năm sau, một pháp lệnh mới về luật sư được ban hành. Pháp lệnh luật sư năm 2001 đưa chế định luật sư nước ta tiếp cận với chuẩn mực quốc tế, làm cơ sở cho việc hội nhập thế giới trong quá trình toàn cầu hóa. Luật luật sư được chính thức ban hành từ năm 2006 và được sửa đổi bổ sung vào các năm 2012-2015. Các bộ luật tố tụng hình sự và bộ luật tố tụng dân sự của nhà nước cũng từng bước tạo điều kiện thuận lợi để bảo đảm đầy đủ quyền bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân trước pháp luật và không ngừng nâng cao vai trò của luật sư trong quá trình tham gia tố tụng. Đúng là khi mà chọn theo cái nghề luật sư thì ngay từ đầu tôi cũng xác định rằng là cái ý nghĩa lớn nhất là sự hy sinh. Một phần bé nhỏ và công sức bé nhỏ của bản thân mình có thể góp phần để bảo vệ được cái công lý, bảo vệ được cái quyền tự do dân chủ cũng như là bảo vệ các quyền cơ bản, lợi ích hợp pháp của tất cả mọi người, các tổ chức, cá nhân. Trong quá trình hành nghề thì thực sự ra thì cũng rất là tâm tư. Bởi vì khi mà hành nghề làm đối với nghề luật sư thì cái khó nhất của một người luật sư đó là cái tính độc lập. Tính độc lập ở đây là nó không phải là chỉ độc lập với các đối tượng bên ngoài, độc lập với các cơ quan tố tụng, độc lập với cán bộ tố tụng, mà phải độc lập luôn cả với thân chủ của mình. Khi mà tôi nói độc lập luôn cả với thân chủ của mình là vì sao? Là bởi vì khi chúng ta bình thường trong một cái giao dịch dân sự giữa người này với người kia thì cái người khách hàng họ đến họ yêu cầu cung cấp một cái dịch vụ gì đó hoặc là mua một cái món hàng nào đó thì họ trả tiền và họ có quyền đề nghị yêu cầu làm theo ý của họ. Tuy nhiên, đối với nghề luật sư, khách hàng của chúng ta đến có thể yêu cầu chúng ta hỗ trợ giúp đỡ họ trong một cái vụ án hoặc trong một cái vấn đề pháp lý nào đó thì có thể là họ cũng có khoản thù lao dành cho cái người luật sư, nhưng chúng ta phải biết độc lập với cái khoản thù lao này. Cái nghề, bởi ngành nghề này rất là đặc thù và rất là đặc biệt, bởi vì mặc dù họ là khách hàng của chúng ta nhưng không có nghĩa rằng khi mà chúng ta nhận cái thù lao của họ thì chúng ta phải làm theo ý của họ, mà nó quên đi cái nhiệm vụ là bảo vệ công lý, bảo vệ cho cái công bằng xã hội. Thật ra chính cái điều này nó rất là khó để mà một cái người hành nghề luật sư độc lập được. Nhiều khi chúng ta độc lập cái điều này nó sẽ dẫn đến cái việc rằng là không hài lòng khách hàng, và có thể rằng là khách hàng sẽ không nhờ chúng ta nữa. Và như vậy thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng đến cái về cái kinh tế khi chúng ta hành nghề. Mà nếu như mà trường hợp mà chúng ta bị tiền, bị cái giá trị lợi ích vật chất
mà nó chi phối trong cái nghề nghiệp của mình và chúng ta không độc lập được cái vấn đề này thì nó dẫn đến thì chúng ta khó lòng mà chúng ta giữ được cái sự trong sáng của nghề nghiệp cũng như rằng cái sự thanh cao của cái cao quý của cái nghề luật sư. Đó chính là một trong những cái trăn trở của tôi. Tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 14 vừa qua, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã nói: với tòa án thì đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả hòa giải, đối thoại là giải pháp căn cơ giúp giải quyết khối lượng công việc ngày càng nặng nề trong bối cảnh hàng năm các tranh chấp, khiếu kiện không ngừng tăng lên cả về số lượng và tính chất phức tạp. Riêng đối với vai trò luật sư thì hòa giải trong tố tụng dân sự là một thủ tục do tòa án tiến hành nhằm giúp đỡ các đương sự thỏa thuận với nhau về giải quyết vụ án dân sự, giúp các đương sự hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật nhằm giảm bớt thời gian tố tụng kéo dài và đôi khi là những tốn kém cho các đương sự. Về tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật, ngày nay luật sư không chỉ làm nhiệm vụ trước tòa và các cơ quan pháp luật mà còn là một nhân tố tích cực trong việc tuyên truyền giáo dục và phổ biến pháp luật. Sự cộng tác tích cực của nhiều luật sư của đoàn luật sư Tây Ninh với các cơ quan báo đài, với đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh Tây Ninh vừa qua là một minh chứng ủng hộ. Đội ngũ luật sư Việt Nam ra đời và phát triển cùng với sự phát triển của cách mạng Việt Nam. Với quá trình lịch sử 76 năm qua, lực lượng luật sư không ngừng lớn mạnh về số lượng cũng như tính chuyên nghiệp trong hoạt động hành nghề. Thực tế, giới luật sư thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc phát huy quyền dân chủ cơ bản của công dân, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của công dân, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ pháp luật, phục vụ tích cực công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta. Quý khán giả thân mến, chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần sau. Thân mến, chào tạm biệt.